Xin chào các bác nha, tiếp tục về thêm ít lọc khí VIP và hút ẩm nha. Đây con sáp 4 trong 1 này, Daikin hộp này, Panacon này, Hitachi gương về được 2 chiếc này, rất là đẹp nha. Panacon này, sáp 77W này, sáp tháp đời cao 21 này, đấy, sáp cột này, Panam muối này, còn Panam muối nhá. Đấy, phần trăng này, 4 trong 1 có 2 chiếc này, 4 trong 1, 4 trong 1 này, lọc khí hút ẩm này, Hitachi 3 trong 1 này, vầng trăng còn chiếc rất là nhiều nhá. Đấy, cái này thì hẹn các bác mai em lên nhá, mai lên live, còn hôm nay chiều lại thì sẽ lên cho bác đây. Lọc khí này, trắng như bông bưởi luôn nhá, lọc không khí, Pana rất nhiều, Pana Daikin đồng hồ, sáp Daikin trứng nhá, rất là nhiều, rất là đẹp. Nói chung luôn là đẹp, bao đẹp, trắng tinh luôn đấy. Chút em sẽ lên nhá, các bác theo dõi video giúp em nhá, cảm ơn các bác nhá.